Báo của phong trào Liên minh Thánh Tâm. Trân trọng kính mời quý đoàn viên cùng gia đình và quý đồng hương tham dự Đại hội Thánh Mẫu 2011 tại Missouri với chủ đề Người bảo gì các con hãy làm theo, bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 8 tháng 8 năm 2011 do hai linh mục Paul Phan Quốc Cường, tổng tuyên ủy phong trào Liên minh Thánh Tâm và linh mục Chris Phạm Quốc Tuấn, tuyên ủy phong trào Liên minh Thánh Tâm miền Tây Nam Hoa Kỳ. Quý cha sẽ hướng dẫn phái đoàn trong suốt cuộc hành trình trên xe cũng như là các sinh hoạt riêng của phái đoàn trong đại hội. Quý vị sẽ được tham dự các thánh lễ đại trào do các đức giám mục chủ tế, các buổi hội thảo sống động và giá trị do các linh mục chuyên môn hướng dẫn. Ngoài ra, cũng có các phần văn nghệ do các văn nghệ sĩ nổi tiếng tại hải ngoại trình diễn. Xin quý vị ghi danh với ông Nguyễn Đức Thắng 714-531-0920, 531-0920 hoặc Thanh Sơn Tô Phu 714-534-2100, 534-2100. Linh mục Chris Phạm Quốc Tuấn thay mặt ban tổ chức trân trọng kính mời. Chúng tôi Nguyễn Phi Hùng và nhóm thực hiện của Đài Truyền hình Công giáo Hành trình Đức Tin xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Chúng tôi đang có mặt tại Thánh đường Tam Biên. Hôm nay thánh lễ tuyên khấn trọn đời cho các sơ, có 4 sơ của dòng Mến Thánh Giá Los Angeles: sơ Lucia Phương Liên Nguyễn, sơ Maria Hannah Trần, sơ Maria Thu Hương Nguyễn, sơ Teresa Thu Hồng Đào. Kính thưa quý khán thính giả, bên cạnh chúng tôi đây là sơ Xuân Trang. Con xin kính chào sơ Xuân Trang. Kính chào anh Hùng và đài Hành trình Đức Tin. Thưa sơ, hôm nay là ngày gì đó thưa sơ? Thưa thư, hôm nay là ngày thánh lễ khấn trọn đời của các sơ dòng Mến Thánh Giá Los Angeles. Hôm nay là một ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của một người nữ tu thánh hiến, dâng hiến mình cho Chúa. Các sơ dòng cảm ơn Chúa, hôm nay có 4 sơ được Thiên Chúa gọi và tuyển chọn và tuyên khấn với Chúa để phục vụ Chúa, dâng mình cho Chúa và phục vụ giáo hội. Thưa sơ, cái quá trình bao lâu thì mới được khấn trọn đời thưa sơ? Khấn trọn đời là một mốc điểm để đánh dấu người nữ tu tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa qua lời hứa khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục trong một quá trình dài để cho các sơ có thời gian để tìm hiểu, cầu nguyện và tự nguyện cam kết dâng mình cho Chúa. Thì cứ trung bình thì khoảng chừng 2 năm ở trong đệ tử viện, rồi 6 tháng thỉnh sinh, 2 năm trong tập viện. Và sau đó các sơ sẽ khấn lần đầu. Trong thời gian khấn lần đầu thì có mỗi một năm sẽ có trong thêm 6 năm nữa để lặp lại lời hứa với Chúa. Và sau 6 năm thì nếu mà các sơ cảm thấy đáp lại lời Thiên Chúa mời gọi, và các sơ sẽ đệ đơn để xin khấn trọn đời, trọn vẹn cho Chúa và thuộc về dòng Mến Thánh Giá. Thì cứ như vậy thì khoảng chừng 10 năm, trung bình là 10 năm. Từ lúc, dạ vâng, tức tùy theo mỗi một quá trình của mỗi một ơn gọi, tìm hiểu, cầu nguyện và cam kết, tự nguyện cam kết trung thành, bước theo Chúa. Thưa sơ, dòng Mến Thánh Giá ở Los Angeles ở đây thuộc California thì có bao nhiêu nhà và có tất cả là bao nhiêu sơ và có bao nhiêu đệ tử thưa sơ? Dạ thưa, dòng Mến Thánh Giá Los Angeles thì dòng gốc là dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm miền Bắc Việt Nam, được thành lập năm 1920. Dòng đầu tiên được thành lập vào năm 1670 qua đức cha Lambert de la Motte, là một vị
sáng lập ra Hội Thừa Sai Paris đến Việt Nam để truyền giáo. Và đến năm 1975 thì theo dòng người tị nạn, các sơ đến Hoa Kỳ này và cư ngụ tại những tiểu bang khác nhau. Nhưng mà năm 1976 thì các sơ được Đức Cha mời về giáo phận Los Angeles và giáo phận Orange để phục vụ. Thưa sơ, các em mà muốn đi tận hiến cho Chúa và đi tu đó thì phải liên lạc với ai và phải làm sao thưa sơ? Dạ vâng, hiện tại thì xin lỗi quên không nói hết là khiến sợ các sơ nhà dòng chính là nhà mẹ thì thuộc về địa phận Los Angeles. Tuy nhiên các sơ cũng có một số tu viện ở những địa phận lân cận, địa phận Orange và địa phận San Bernardino. Tất cả các sơ có khoảng chừng 6 tu viện, 2 tu viện ở Orange, 1 tu viện ở San Bernardino và 3 tu viện ở dưới Los Angeles. Các sơ có những công việc mục vụ và phục vụ khác nhau về giáo dục, về giáo lý, phục vụ tại giáo xứ địa phương hoặc là phục vụ tại các trung tâm cho những người vô gia cư hoặc là trong các bệnh viện. Chúng tôi tha thiết mời gọi quý phụ huynh, tất cả các bạn trẻ, chúng ta cầu nguyện để cho Chúa ban thêm nhiều ân gọi để phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội. Nếu quý vị có thể vào website của hội dòng hoặc là quý vị có thể gặp các sơ riêng ở địa phận Orange thì các sơ phụ trách tất cả các chương trình giáo lý ở trong các cộng đoàn, thì chúng ta có thể liên lạc với các sơ tại các cộng đoàn hoặc là liên lạc với sơ phụ trách ơn gọi, số phone là 714-554-9385. 714-554-9385. 714-554-9385. Gặp sơ Trang phải không ạ? Sơ Trang hoặc là sơ Đức hoặc là sơ Thiên Thanh đang phụ trách về ơn gọi. Thưa sơ, hôm nay tiện đây sơ có vài lời với lại tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay thưa sơ. Kính thưa quý vị khán thính giả, trong niềm vui hân hoan của ngày lễ khấn trọn đời của các sơ mến thánh giá, cảm ơn tất cả các quý vị đã cùng đồng hành, cùng cầu nguyện để cho Chúa ban thêm nhiều ơn gọi, những tâm hồn tận hiến cho Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã cầu nguyện và chúng tôi cũng tha thiết xin quý vị cũng tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ hội dòng Mến Thánh Giá cũng như là khuyến khích tất cả con cái, gia đình, những người thân của mình đáp lại lời mời gọi của Chúa để dâng hiến trọn vẹn cho Chúa và phục vụ cho anh em đồng loại. Con xin thay mặt quý khán thính giả cảm ơn sơ Xuân Trang rất nhiều và xin hẹn gặp lại sơ trong những cái dịp sắp tới. Dạ, chào sơ. Kính chào quý vị khán thính giả. Cảm ơn anh Hùng và Đài Hành Trình Đức Tin. Dedicated their lives completely to the love of God and surrender their entire life for the service of the Church. Today is a special moment, and you must be wondering who is this young dude celebrating Mass before you today. I would like to introduce myself to you. I am the shorter and taller version of Bishop Dominic Wong. I'm Bishop Oscar Solis, an auxiliary bishop in the Archdiocese of Los Angeles and the regional bishop at San Pedro, pastoral region.
where the lovers of the Holy Cross have a domicile or residence in Gardena, which is part of the region. And that must be perhaps the reason why I was invited to become the celebrant and presider in this Holy Eucharistic celebration. My dear friends, we welcome Sisters Lucia, Maria Gwen, and Teresa Dao on the occasion of the solemn profession of their perpetual vows as women religious. We join them in giving thanks to God for this special blessing in their lives. We also give thanks to God for this privilege to be part of this sacred moment. So as we encounter the living presence of God in our gathering of faith, open love, we rejoice with grateful hearts and joyful spirits. Hôm xuân Hosea, Đức Chúa phán như sau: Này ta sẽ quyến rũ dân ta, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình. Ta sẽ lập với ngươi một khuôn ước bình cử. Ta sẽ lập khuôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ lập khuôn ước với ngươi trong tiến hành, và ngươi sẽ được biết Đức Chúa. Lời của Chúa. Đó là lời Chúa.